Xin chào, tụi mình là Dead Dead Corner. Video ngày hôm nay thì Hạnh Nguyên sẽ dành nội dung và thời gian để bật mí cho tất cả các anh em những điều bất ngờ mà chúng tôi dành tặng cho anh em, đặc biệt là anh em CCTV tham gia training workshop của Dahoo Dead Dead năm 2020. Hãy cùng chờ đợi những bất ngờ được chúng tôi bật mí nhé. Đầu tiên, đó là về phần nội dung thì chắc hẳn là tất cả các anh em đều đã biết là trong năm 2020 thì DDS sẽ đa dạng hơn các sản phẩm trong hệ sinh thái phân phối sản phẩm của mình. Và chúng tôi sẽ mang đến cho anh em hai nội dung. Một là chúng ta sẽ có nội dung về Ovibo, đó là một thương hiệu về các thiết bị nhà thông minh Smart Home. Và hai đó là nội dung về IBCOM, một thương hiệu về các thiết bị mạng Wi-Fi. Thì đó là hai phần khá là mới trong nội dung của năm nay. Bên cạnh những giải pháp, những công nghệ hiện đại, những sản phẩm định hướng tương lai của Dahoo như thường lệ mà chúng tôi mang tới. Và năm nay thì chúng tôi có thêm một bất ngờ nữa dành cho tất cả các anh em. Bất ngờ này Hạnh Nguyên và team của mình rất là ấp ủ, được mang tên là bản hiệu Mơ Ước. Như anh em cũng biết thì hiện tại team Dead Dead Corner thực hiện rất là nhiều bản hiệu từ phía Nam trở vào, và thực hiện hầu hết là qua các nhà phân phối tại khu vực của chúng tôi. Nó sẽ có một số ràng buộc, ví dụ như ràng buộc về đơn hàng, ràng buộc về con số, ràng buộc về mặt tiền đẹp, ràng buộc về hình ảnh. Tuy nhiên với bản hiệu Mơ Ước này thì team Dead Dead Corner sẽ mong muốn là mang đến cho một anh em, chỉ một người mà thôi, đến với buổi training workshop và kể cho chúng tôi nghe về việc chiếc bản hiệu đối với anh em nó ý nghĩa như thế nào, cùng với những hình ảnh mà anh em vừa mới gầy dựng cửa hàng của mình. Chúng tôi không ràng buộc điều gì cả, chúng tôi không ràng buộc bất kỳ con số nào, và chúng tôi sẽ chọn một người để tặng chiếc bản hiệu Mơ Ước này cho anh em, bởi vì đó là niềm hãnh diện của anh em và cũng sẽ là niềm hãnh diện của team Dead Dead Corner. Một hoạt động chưa từng có của Training Workshop Dahoo Dead Dead trong nhiều năm vừa qua, mà chỉ năm nay mới có thôi, đó là hoạt động được mang tên tiệm cam xưa cũ. Chúng tôi sẽ có một góc mà khi đó chúng tôi bán những chiếc camera chỉ từ 100.000 đồng. Nhớ nha, chỉ từ 100.000 đồng thôi là anh em đã có thể sở hữu camera của Dahoo Dead Dead rồi. Và số lượng mua là không có giới hạn. Sự kiện này, góc tiệm cam xưa cũ này thì chúng tôi chỉ bán tại Training Workshop thôi, và ngoài ra thì chúng ta sẽ không bán nữa. Vì vậy Hạnh Nguyên nghĩ đây cũng sẽ là một lý do, một cơ hội của anh em khi mà chúng ta đến với Training Workshop năm nay, mà chúng ta sở hữu cho mình những cái sản phẩm rất là hấp dẫn. Đây là các mã, hãy lưu ý và ủng hộ cho hoạt động rất mới lạ của Dead Dead Corner anh em nhé. Tiệm cam xưa cũ là dành cho bạn.